Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Đốm ơi, dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên Đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày, rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Mình không sợ mờ nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết rồi rồi mẹ. Con sẽ không thức khuya, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đúng ngoan của mẹ.